Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thêm nay, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống tăng nhẹ, giao dịch quanh vùng giá 1.942,13 đô la Mỹ trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.934,16 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.946,12 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,16%, hiện tại đang đứng quanh mức 103,051 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch quanh vùng giá 28.200 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại đang đứng quanh mức 3,611% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 69,466 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá của mỗi ao vàng đã giảm mạnh từ vùng giá quan trọng là 2.000 đô la Mỹ trên ao. Các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Cụ thể, theo dữ liệu của Chasing Economic ngày 22 tháng 3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã lao dốc mạnh trong vòng 24 giờ qua. Giá của mỗi ao vàng giảm 36 đô la Mỹ so với một ngày trước đó xuống vùng giá 1.941 đô la Mỹ trên một ao. Như vậy là thị trường kim loại quý đã xóa sạch đà tăng trong tuần này. Và hôm 20 tháng 3 thì giá vàng đã xuyên thủng ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ao lần đầu tiên sau một năm. Thị trường kim loại quý chịu sức ép lớn trước cuộc họp chính sách diễn ra hai ngày 21 và 22 tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Và giới đầu tư tin rằng ngân hàng trung ương vẫn giữ quan điểm diều hâu bất chấp những lộn xộn trong ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua. Thêm vào đó, áp lực chốt lời cũng đang đè nặng lên thị trường kim loại quý sau khi mà giá kim loại quý này vượt qua ngưỡng kháng cự 2.000 đô la Mỹ trên ao. Hiện tại, vàng đang chịu áp lực bán tháo. Cụ thể là nhạc đã tắt và đà tăng của vàng bị chặn đứng. Phú quân giờ đây tin rằng các nhà chức trách trên thế giới sẽ ngăn chặn tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng và ngăn vết thương lan rộng. Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại hãng tư vấn ONDA có trụ sở ở Mỹ nhận định, giá vàng đã chín mùi và các nhà đầu tư đã bắt đầu chốt lời. Vị chuyên gia đề cập tới việc kim loại quý xuyên thủng ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ao. Các nhà giao dịch cũng trở nên thận trọng hơn trước cuộc họp chính sách của FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed. Theo ông Moya nhận định, đa số chuyên gia tin rằng trong cuộc họp chính sách tháng 3, Fed sẽ nâng lãi suất điều hành từ 4,5 cho đến 4,75% lên mức 4,75 cho đến 5%. Tính đến sáng 21 tháng 3, các thị trường kỳ hạn định giá khả năng ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất là ở khoảng 80%. Với mức giá 1.943 đô la Mỹ trên một ao, giá vàng trên thị trường thế giới tương đương khoảng 55,6 triệu đồng trên một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ ở Vietcombank chưa bao gồm thuế và phí. Hiện tại thì chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng thế giới rơi vào khoảng gần 12 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xu hướng giảm giá. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,17 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,15 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 66,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,15 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 250.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho cả hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 54,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 55,50 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.645.000, bán ra 6.715.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.717.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.715.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 25.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000, giảm 15.000 ở chiều mua, giảm 25.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.715.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SCC mua vào 6.650.000, bán ra 6.715.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.652.000, bán ra 6.713.000, giảm 13.000 ở chiều mua, giảm 15.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.700.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.560.000, bán ra 6.720.000, giảm 30.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.645.000, bán ra 6.715.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.717.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.717.000. SJC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.683.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.610.000, bán ra 6.717.000. SJC Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.645.000, bán ra 6.717.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.647.000, bán ra 6.720.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.645.000, bán ra 6.717.000. SJC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.717.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại duy trì trong xu hướng giảm mạnh trong khoảng từ 125 cho đến 300.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 12.500 cho đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Mua vào 5.450.000, bán ra 5.550.000. Nhân bù số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.450.000, bán ra 5.560.000. Vàng bù số 9 mua vào 5.430.000, bán ra 5.510.000. Vàng 24K mua vào 5.325.4000, bán ra 5.455.4000. Vàng 18K mua vào 3.947.9000, bán ra 4.147.9000. Vàng 14K mua vào 3.027.7000, bán ra 3.227.7000. Vàng 10K mua vào 2.112.9000, bán ra 2.312.9000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.